Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Bút Mực. Trong chuyên mục kiến thức xây dựng hôm nay, Bút Mực lại chia sẻ với các bạn một kết cấu móng công trình ngôi nhà có chiều rộng 4,5m và chiều dài 16m. Nhưng chiếc móng này có đặc biệt một cái là ngôi nhà bên cạnh họ xây đã nhiều năm, nhưng mà móng thì họ lại thụt vào hơn cái móng của chúng ta, nên là chúng ta phải ke một cái ván để sau này họ có làm thì cái móng của chúng ta nó không sang cái đất của họ. Các bạn biết là đây là cũng là một cái móng cọc đài được thiết kế cho ngôi nhà dự kiến là 3 tầng nhưng hiện tại là làm 1,5 tầng. Với một kết cấu móng thì chúng ta cùng xem, đánh giá và cùng nhận xét. Đây tại vị trí móng đầu vào, chúng ta thấy là cái dầm. Như cái móng này thì được cái hai cái cột của chúng ta thì có hai cái sắt là nằm bên ngoài sắt dầm. Chúng ta thấy là nằm bên ngoài. Nằm bên ngoài cả dầm dọc và dầm ngang. Như vậy là chúng ta thấy là có ba cây thép nằm ngoài cái dầm. Khi chúng ta thi công ngôi nhà thì chúng ta cũng nên tránh cái việc này. Chúng ta cố gắng làm sao chúng ta bắn cái dầm nó ra để chúng ta đủ. Vì bản thân cái đằng trước các bạn, cái đằng trước thì hoàn toàn các bạn có thể làm cân và các bạn có thể nhích ra ngoài. Nên nhích ra ngoài cái dầm để vì là bên ngoài nó là hành lang và vỉa hè. Sau đó lên cái cốt sau khi đổ móng xong. Tức là chúng ta cái cọc thì chúng ta có cái cột chúng ta có thể lấy vào ở hai cái cột đầu ngoài và hai cột đầu dưới. Thì riêng hai cột này thì chúng ta có thể lấy nhỉnh cái móng ra. Vì sau là lên chúng ta bắt đầu thu cái tầng bo 20 để chúng ta đổ đất thì tức là chúng ta thu cái cột nó vào. Thu cái cột vào đúng cái đất nền của chúng ta, còn cái dầm móng ở bên dưới thì chúng ta có thể ra ngoài 5-3 phân rất ok các bạn. Còn lại là khi kiểm tra thì họ cũng chỉ đo ở cái phần lên đến cốt 00 là họ kiểm tra cái móng của mình thôi. Đấy, các bạn thấy là đây là toàn bộ là bên trong là cũng được be bằng một cái van sắt. Kết cấu dầm 6 cây sắt D20, 3 cây dưới, 3 cây trên. Không có cây chống phình các bạn. Với dầm 600, 300, 600 thì theo quy định thì cũng không cần là thép chống phình. Đây là mố cọc đài thứ hai. Mố cọc đài thứ hai và cọc đài thứ ba được bố trí liền nhau các bạn. Đều được đóng mà là 4 cái cọc, tức là các 4 mố đài ở 4 đầu, 2 đầu thì được đóng là 3 cọc một mố đài, và những mố đài bên trong đều được đóng là 4 cọc. Nhưng mà mố đài thứ hai và thứ ba này được bố trí là liền nhau. Đây chúng ta cùng đi và xem. Thép cọc thì cắt cũng khá là dài. Như cái clip trước thì mình chia sẻ với các bạn là với cái móng là họ làm rất là bài bản, rất là tiêu chuẩn, thì thi công rất là nhanh. Nhưng đây là một cái móng cũng khá là đặc biệt. Bạn thấy là đơn vị này là xây móng xong như chờ đổ bê tông móng cùng với bẻ phốt. Đây các bạn thấy là bên trong là chúng ta cũng chèn chẽ bậy. Đây là mố đài cuối. Đây những mố đài này thì các bạn thấy cọc cũng cho lọt vào bên trong. Nhưng mà do quá trình thi công những cái sắt ở phần dầm cuối cũng như dầm biên thì thường là các đơn vị thi công thì nhiều khi không chú ý đến cái việc này. Ví dụ như là của chúng ta 16m nhưng bên dưới đằng sau nó là hành lang các bạn, là cái lối thoát hiểm, là hệ thống thoát nước của công cộng, đằng trước là hành lang vỉa hè. Vì vậy là chúng ta lôi ra mỗi bên độ 3 phân hoặc 5 phân theo cái quy trình quy phạm trong xây dựng thì chúng ta cũng rất là ok. Sau đó hai cái cột trước và hai cột sau chúng ta chỉnh lại cho đúng cái khẩu độ 16m mà chúng ta trừ đi mỗi đầu 2 phân chát các bạn. Tức là chúng ta lụt vào mỗi đầu 2 phân chát, tùy theo các bạn chát 2cm hay là chát 1,5cm từ ngoài. Thì các bạn lùi đủ chát thì chúng ta khi chát vào thì hoàn thiện cái đất của chúng ta là 16m và rộng 4,5m. Thì thường là như bút mực, kinh nghiệm bút mực thi công là bút mực trừ mỗi đầu là khoảng 2 phân. Sau khi chát vào là chúng ta đủ là 16m. Và bên cạnh ngang thì chúng ta trừ vào cũng khoảng độ 2-3cm. Nếu như giáp danh như này thì chúng ta lên trừ 3cm để khi chúng ta đổ nó phình ra phình vào và chát
chúng ta chát 1,5 đến 2 cm là cái tường của chúng ta là vừa đủ. Thì các bạn nhìn với cái điều kiện như thế này, với những cái móng như thế này các bạn, thì các bạn ở những cái cọc bên trong, ví dụ như cọc liền đôi, thì các bạn có thể là, nếu như các bạn tiết kiệm thì những cọc này các bạn có thể đóng 3. Với nhà 3 tầng thì các bạn đóng 3 cọc đài, 3 cọc bê tông, và các bạn có thể là nối tách ấy ra, nối tách cái đài ra. Nối tách cái đài ra thì mỗi cái đài khoảng độ 1m2, 1m2 thì các bạn được khoảng hơn một khối bê tông cho hai cái móng đài này, thì các bạn được khoảng hơn 1 triệu. Thì với cái những cái chi phí đó và cái cọc, nếu như các bạn đóng 3 cọc thì các bạn bớt đi được mỗi một bên là các bạn bớt được 4, mỗi đài các bạn bớt được 4 cọc. Vậy hai cái đài này thì các bạn bớt đi được 4 cái cọc. 4 cái cọc này là 10, giả sử như mỗi cái cọc đóng ở cái ấy này là 8m, 8m thì 48, 32 cọc. 32 cọc thì các bạn có thể là tính 180 một cọc, tính như, coi như mình tính 200, mời coi như các bạn bớt được khoảng độ 6 triệu. 6 triệu và cái bê tông kia các bạn giảm đi được 1 triệu. Thì các bạn có thể là coi như vậy là các bạn được khoảng độ 7 triệu cho cái tiết kiệm cái đế móng này. Thì với cái số tiền đó thì các bạn có thể sắm toàn bộ những cái thiết bị điện, ví dụ như quạt trần hoặc là bóng tuýp và những cái đèn trang trí ở trong nhà là rất là ok. Đây là bên dưới là cái thép D14, bên trên là thép D12 các bạn. Bản băng, các bạn thấy đan khoảng A120. Với những cái bản băng thế này thì thép bên dưới D14 mà đan A150 là rất là ok rồi. Bên trên thì các bạn có thể là đan D12 hoặc D10. Đấy, thì các bạn thấy là dầm với cái nhà 3 tầng thì với một cái kết cấu móng mà 6 cây D20, sắt cột cũng đều là D20, thì các bạn hoàn toàn có thể là an tâm với những, đây các bạn nhìn cái hố móng này rất là dài so với lại cái bản đế móng băng, đế móng đài này, hai đài liền với nhau. Với những cái này thì các bạn hoàn toàn có thể tách ra độc lập để các bạn tạo thành một cái để có thể là tiết kiệm. Còn nếu như các bạn chung thế này thì các bạn giảm đi cái lượng cọc đi thì cũng rất là ok, và đóng giãn cái lượng cọc ra, vì mỗi đài của ta là hai mỗi đài liên kết tạo thành cái bê tông. Ở đây bê tông chúng ta là bê tông toàn khối. Đơn vị này đổ bê tông thì giật từ đằng sau, giật vòng quanh, các bạn giật vào. Cho nên là với những cái trường hợp như thế này thì đây là bê tông đổ vào buổi chiều các bạn. Trong trường hợp này thì các bạn gặp những cái ván như thế này. Đấy, các bạn thấy là đơn vị áp dụng cái biện pháp che để bê tông nó khỏi đổ, nó về bên dưới. Thường là với như bút mực làm thì những cái móng mà chúng ta phải làm như thế này thì mình nên đổ ở cái rãnh bên trong này trước. Vì cái thứ nhất là cái rãnh bên trong là buổi chiều nó rất lắng ở bên ngoài, mình tránh nắng mình đổ bên trong trước. Cái thứ hai, nếu mà gặp sự cố các bạn thì các bạn hoàn toàn có đủ cái thời gian để các bạn xử lý. Nếu như các bạn chỉ cần trượt hoặc đổ một cái xe rùa bê tông ra bên ngoài thôi thì các bạn đã rất vất vả trong cái khâu lấy cái ván be lên cho cái công tác ngày hôm sau, mà các bạn phải đào bới ra nó mất rất nhiều thời gian, hoặc các bạn phải bỏ đi cái ván đó. Còn nếu là thường là những cái này thì các bạn nếu lên khoảng độ 2 tấm, các bạn cho một cái dây thép ly, các bạn buộc đấu làm 4 lại, các bạn buộc vào cái móc bên dưới để hôm sau các bạn gãy ra và các bạn gánh lên thì nó rất dễ. Cho dù bê tông của chúng ta có kẹt thì chúng ta lấy xà beng chúng ta thục và chúng ta gánh lên cũng rất là nhạt. Trong những cái trường hợp này mà chúng ta phình hoặc là chúng ta lọt cái bê tông ra bên ngoài mà chúng ta để mà gặp trời mưa các bạn ạ, gặp trời mưa to mà hôm sau mà thợ người ta không đi làm, nên mình không kêu gọi được thợ thì sẽ rất vất vả. Hoặc là sự cố những cái bức tường như tường nhà bên cạnh, họ là cái tường be mà nếu mà nó mưa nó sụt lún nó đổ nó chèn xuống thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và cái kinh phí cho những cái công trình như vậy. Đây các bạn là sau quá trình đổ thì chúng ta thấy là cũng khá là móng cũng khá là chắc chắn, trông cũng rất là đẹp. Thường là trong những cái móng như thế này thì các bạn biết rồi, nó có nhiều cái là bê tông, đây là đổ bê tông thủ công các bạn. Đánh thì khoảng 5 đá 7 cát. Trong những cái trường hợp đổ móng như thế này, các bạn đã mất công để đổ móng bằng bê tông trộn máy đổ thủ công bằng tay.
Thì theo mình thì các bạn nên chú ý đến cái cấp phối, nhất là cái lượng cát đá sỏi. Và đây thì nếu là móng thì các bạn đổ tốt nhất là cái sỏi 46 các bạn. Sỏi 46 thì cái thứ nhất là nó tiết kiệm được các bạn về cái xi măng. Nếu như ở cái mác PC30 mà các bạn đổ cái mác 200 mà cái đá 12 hoặc sỏi 12 như thế này thì các bạn mất là 342 cân xi măng. Nếu như các bạn đổ mà ở mác 46 à bây giờ đá 46 thì các bạn chỉ mất 305 cân cho mác 200 thôi. Còn nếu như mác 300 thì ở cái sỏi như thế này các bạn mất 450 cân xi măng cho PC30. Và nếu như mà ở cái xi măng đá 46 thì các bạn chỉ có mất 432 cân cho cái bê tông. Tức là ở đây cái bê tông mác ở cái sỏi 46 nó sẽ tốt hơn cho cái bê tông móng của chúng ta. Nếu như cái lượng xi măng của chúng ta vẫn thế, các bạn ở đây chúng ta đổ vẫn thế như ở cái lượng sỏi của chúng ta. Vì sỏi thì thường các bạn mua thì nhiều khi chúng ta không chú ý thì họ mua cái sỏi nó không qua sàng, họ cuốc là hỗn độn thì nên nó rẻ hơn một tí các bạn. Thì các bạn cái này các bạn cũng không phải là vì tiếc tiền hay gì đó, nhưng mà cái này là do đơn vị chở vật liệu, nhiều khi là chủ nhà cũng không để ý vấn đề này nên họ cứ thế họ chở những cái nó rẻ hơn thôi. Thì mình nên dùng những cái đá hoặc sỏi 46 thì cái sỏi này nó qua sàng nó rất là sạch các bạn. Thường là các bạn dùng cái sỏi như thế này thì nhiều khi là nó, một là nó đã không được sạch, cái thứ hai là nó sẽ tốn kém vào cái bê tông. Đấy, nó chênh lệch rõ ràng, các bạn thấy là một cái như thế này chênh lệch nó về cái mác bê tông nó gần 40 cân cho một khối bê tông. Ở đây thì chúng ta nếu như đổ mác bê tông của bê tông đá 46 thì các bạn mất 305 cân xi măng. Đấy, cát thì 0,88 mét khối và sỏi thì không đá thì 0,88 mét khối và sỏ cát là 0,48 mét khối, nước là 165 lít các bạn. Thế thì ở cái mác 200 mà đá 12 thì các bạn biết rồi, 342 cân xi cho cái mác 200 mà 0,88 mét khối đá, 0,47 mét khối cát, 185 lít nước. Nếu như các bạn đổ ở cái mác 300, nếu các bạn có điều kiện các bạn đổ ở cái móng ở cái mác 300 thì các bạn thấy là ở đây là cái xi măng PC30 thì 450 cân xi cho mác 300, 0,89 mét khối đá, 0,46 mét khối cát và 178 lít nước. Còn ở cái mác bê tông 300 cho cái đá 46 thì các bạn mất 432 cân xi măng và 0,88 mét khối đá, 0,44 mét khối cát và 169 lít nước. Thì các bạn được một cái mác bê tông là 300 thì các bạn thấy là rất rõ về cái như vậy. Trong cái mác bê tông thì các bạn cũng chú ý cái mác. Còn cái sắt thì ở đây thì các bạn xem và các bạn cho ý kiến để làm sao những cái công trình sau mà chúng ta làm với những cái nhà 3 tầng mà móng cọc đài như thế này để chúng ta tiết kiệm và giảm đi cái chi phí nhất, và chúng ta thi công ở cái tiến độ nó nhanh nhất. Cũng như cái sắt các bạn, nhiều người bảo mình thì hỏi mà tại sao đại lý đấy thì giá thế này, đại lý kia giá thế kia. Thực tế trong cái sắt thì các bạn là nhiều khi là chủ nhà cũng như là các đơn vị thi công nhiều khi không chú ý đến cái tiết diện cũng như cái cấu tạo của thép. Cho nên là nhiều khi hỏi vẫn là thép Thái Nguyên D20, nhưng mà tại sao đại lý này bán đắt, đại lý kia bán đắt. Thì cái này thì cái clip, một cái clip sau này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Vì là nó là cái kết cấu CB3 hoặc là cái CT3 thì nó là hai cái kết cấu thép, cấu tạo nó hoàn toàn nó khác nhau. Nhiều người bỏ đổ cái thép nhỏ nhưng mà ở cái cấu tạo, cái cường lực của thép nó lại khác các bạn. Cho nên là chúng ta cũng nhiều khi chúng ta cũng ham rẻ, nhưng mà ở cái góc độ là chúng ta nên có một cái kiến thức về nó thì chúng ta đảm bảo được cái ngôi nhà của chúng ta nó tiết kiệm. Như ở đây các bạn thấy là trong cái định mức của tiêu chuẩn nhà nước thì các bạn thấy là với cái tỷ lệ là ở đây gần như là hai đá thì mới có một cát. Nhưng mà ở đây là chúng ta đánh với cái mức độ như thế này là vào 5-7, tức là 5 cát và 7 đá.